Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 173. Trân quý cơ hội ngàn vàng để thành đạt về tâm linh. Nói chung thì vũ trụ và trên tinh cầu này, Thượng Đế tạo ra rất nhiều thứ để con cái Ngài hưởng thụ. Những thứ vật chất cũng như những thứ trừu tượng. Những thứ vật chất cho chúng ta sự tiện nghi, giàu sang, phú quý và nhiều sự thỏa mãn ở thế giới ta bà này. Mặt khác, trí huệ tâm linh trừu tượng thì cho chúng ta sự sung sướng, hạnh phúc và sự sống trường cửu. Trong khi sống trong căn nhà địa cầu rộng lớn này, anh chị em chúng ta có người thành công về mặt vật chất, có người thành công về mặt tâm linh. Có người thì thành công cả hai phương diện, nhưng cũng có người chẳng may lại thất bại cả hai. Những người thành công về phương diện vật chất quá vui hưởng những tiện nghi về vật chất mà nhiều khi gặp phải tác dụng phụ. Đó là quên mất sự gia trì tâm linh mà Thượng Đế đã dành cho tất cả chúng ta. Còn những người thành công chỉ về mặt tâm linh thôi thì đôi khi không thiết gì tới những thành đạt về vật chất. Điều này có thể gây ra một tác dụng phụ khác, đó là làm cho người ta nhìn thấy như vậy rồi nghĩ rằng theo Thượng Đế tu hành có nghĩa là đi vào con đường nghèo khổ. Và đối với những người thành công trong cả hai phương diện vật chất lẫn tâm linh thì cũng có thể bị tác dụng phụ. Người ta sẽ nghĩ rằng theo Thượng Đế gì mà kỳ vậy, sang quá vậy, trông không giống xuất gia gì cả. Cho nên mọi thứ đều bị tác dụng phụ bởi vì đầu óc chúng ta quen theo chiều hướng này hoặc chiều hướng kia. Ít khi nào biết trung hòa phương diện vật chất và phương diện tâm linh để làm cho cuộc sống của mình hoàn hảo. Một số người trong chúng ta có thể chọn gặt hái về vật chất lẫn tâm linh. Thật ra là tùy ý của mình, bởi vì chúng ta là con cái Thượng Đế. Chúng ta muốn chọn đằng nào cũng được, nhưng phải biết làm sao để chọn. Muốn chọn thành công trên cõi đời vật chất này, chúng ta phải làm việc vất vả, phải biết kỹ thuật làm ăn, cần đầu tư khi thời cơ đến để kiếm được nhiều tiền. Sau đó lại phải đúng thời, đúng lúc, quen biết đúng người và đầu tư đúng cách. Muốn được thành công trong sự hiểu biết tâm linh về Thượng Đế, chúng ta phải làm giống vậy. Phải tìm đúng cơ hội, quen biết đúng người. Người nào biết con đường tâm linh để trở về với Thượng Đế và có thể giúp chúng ta nhớ lại con đường mà chúng ta đã quên. Và điều thú vị là sau khi thành công trong sự tu hành, thường thường chúng ta cũng thành công về vật chất. Bởi thế Thánh Kinh mới có câu: hãy tìm thiên quốc trong con trước, rồi tất cả những thứ khác sẽ được thêm vào. Lúc đó chúng ta có thể chọn buông xả, bỏ qua tất cả những thành đạt vật chất ở đời, hoặc chọn thành công trong công việc làm ăn, và dùng những lợi ích này để giúp đỡ những anh em kém may mắn hơn, cũng như giúp đỡ chính mình. Một số người chúng ta có thể ganh tị những ai thành công trong thương nghiệp, nhưng không hiểu là họ phải bỏ ra biết bao công sức, thời gian và hy sinh trong công việc để đạt được những gì họ có. Chỉ vì những thứ vật chất vô thường, dễ bị hủy diệt và không tồn tại này mà chúng ta làm việc ngày 8, 10, 12 hay 14 tiếng đồng hồ. Chúng ta quên cả vợ, quên cả con, quên cả bạn bè và nhiều khi còn bị căng thẳng tinh thần, đau ốm, già nua và đủ thứ khó chịu chỉ vì muốn thành công về vật chất. Và dĩ nhiên, nhân tiện chúng ta cũng quên luôn Thượng Đế. Đa số người khi bận quá, họ cũng quên luôn cả chính bản thân mình nữa. Bây giờ nói về phương diện tâm linh, chúng ta phải làm việc bao nhiêu để được thành công trong việc liễu ngộ Thượng Đế, trong việc đoạt lại nguyên cả một thiên quốc trong vũ trụ cho chính mình? Phải làm nhiều bao nhiêu? Gần như là không. Không phải trả đồng nào, không điều kiện, không gắng sức, không trói buộc, không gì cả. Không mất mát, không bị rủi ro, mà chỉ có được thôi. Tại sao? Tại vì chúng ta là con cái của Thượng Đế, mình đã có sẵn rồi. Đã có trong túi rồi thì không phải trả. Quý vị đâu phải trả tiền để được da, đâu phải trả tiền để được tóc, đâu phải trả tiền để được nụ cười đẹp,
Tất cả đã có ở đó rồi. Tương tự như vậy, Thượng Đế ngự bên trong chúng ta. Tất cả kinh điển tôn giáo đều nói Thượng Đế ở bên trong chúng ta. Như vậy có nghĩa là chúng ta là Thượng Đế. Có nghĩa chúng ta là một thể với Thượng Đế, hay tối thiểu cũng là con cái của Thượng Đế, con cháu của Đấng Tối Cao, Đấng Toàn Năng, Đại Tri Đại Giác, Đại Sở Hữu, Đại Lực Lượng. Cho nên, muốn biết lại mình thật sự là ai, mình thật sự vĩ đại như thế nào, chúng ta phải biết cách làm sao để mà lấy lại. Muốn thành công trên cõi đời vật chất này, chúng ta phải biết cách làm ăn. Cũng vậy, muốn thành công trong thế giới tâm linh, chúng ta phải biết cách để tiếp xúc với nguồn cội của đại lực lượng tâm linh. Chúng ta là con cái của Thượng Đế, không thể mãn nguyện với một cuộc sống nghèo đói, khổ sở, một đời sống thiếu hạnh phúc hoặc bất lực, phải bó tay, gian xin cầu khẩn đủ thứ mà chẳng được gì cả. Chúng ta phải chứng minh cho mình thấy như lời Kinh Thánh nói, các con là con cái của Thượng Đế. Rằng Thượng Đế ngự bên trong mình và những gì mình muốn, gõ thì cửa sẽ mở, xin thì sẽ được. Chúng ta muốn tự xác minh điều này vì chúng ta muốn vinh danh Thượng Đế. Đó là cách duy nhất để vinh danh Ngài, chứ không phải cúi đầu lại mỗi ngày 100 lần, không phải là nhịn ăn, không phải là nói lớn với Ngài, mà bằng cách chứng tỏ sự dễ dàng, uy hoàng của Ngài. Thành công trong đời sống tâm linh cũng như trong đời sống vật chất của chúng ta, tức là chúng ta đã vinh danh Cha chúng ta và chứng tỏ Ngài hiện hữu. Nghe thì thấy như là công việc to lớn lắm, nhưng không có gì phải làm nhiều. Thí dụ như nếu tôi đeo chiếc nhẫn trên tay, nếu muốn nhìn thì tôi tháo nó ra nhìn, dễ như vậy. Biết Thượng Đế dễ như vậy đó. Tôi tới đây không phải để dạy dỗ quý vị điều chi mới lạ hoặc làm thầy quý vị. Tôi chỉ tới đây nhắc quý vị làm sao để chứng minh rằng Cha chúng ta thương chúng ta đồng đều, rằng Đức Chúa Trời quả thật là Đấng Toàn Năng, và chúng ta quả thật là con cái của Ngài. Muốn làm được như vậy, chúng ta chỉ cần yên lặng một đôi lúc trong đời sống. Thay vì nằm đó không làm gì cả, chúng ta nên biết cách tập trung tư tưởng, rồi sau đó mới có thể cầu thông với Thượng Đế. Trước tiên chúng ta có thể thấy Ngài một chút, rồi sau này mỗi ngày thấy được Thượng Đế thêm chút nữa, rồi chút nữa, khi mình cầu thông với Ngài. Rồi mỗi ngày mỗi hạnh phúc hơn, mỗi ngày thông minh hơn, tự tại hơn, mãn nguyện hơn, vui sướng hơn, khai ngộ hơn, cái gì cũng hơn hết. Rồi cuối cùng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ hoàn toàn nhớ lại mình là ai. Lúc đó sẽ có thể tuyên bố giống như Chúa Giê-xu tuyên bố, ta và Cha ta đồng nhất thể. Mỗi người chúng ta đều làm được bởi chúng ta đồng thể với Đức Cha. Nếu quý vị muốn nhớ lại điều này, thì tôi sẵn lòng bỏ thời giờ, nỗ lực ra để mà giúp cho quý vị. Tôi rất hân hạnh. Chúng ta thật sự là con cái Thượng Đế. Thượng Đế đã tiết lộ cho tôi biết rằng mình không nên tự trách mình là tội lỗi. Đừng xem thường chính mình bởi vì mình là con cái của Thượng Đế. Bất cứ điều gì xảy ra đều là phải xảy ra. Và nếu chúng ta không thích những gì xảy ra, chúng ta có thể thay đổi. Nếu không thích tính tình của mình, nếu không thích cách sống của mình, nếu không thích sống trong bóng tối, thì chúng ta có thể thay đổi. Chúng ta thay đổi để trở nên người tốt hơn, đổi qua lối sống khác, thay đổi để trở thành yêu thương và thông cảm hơn. Và nếu không thể tự mình làm được, thì chúng ta tìm Thượng Đế. Chúng ta tìm Thượng Đế bằng cách hướng nội, hướng vào thiên quốc của Thượng Đế bên trong chính mình. Rồi hãy để Thượng Đế dạy chúng ta, để Thượng Đế thay đổi chúng ta, để Thượng Đế dẫn chúng ta về hướng tốt đẹp hơn, thích hợp hơn đối với một con người của Thượng Đế mà chúng ta mong muốn trở thành. Quý vị có biết người con Thượng Đế là sao không? Quý vị có thể nghĩ ra được không? Không phải chỉ là ngôn từ mà là ý nghĩa của nó, trọng lượng của nó. Thượng Đế là người có quyền lực nhất trong toàn vũ trụ này và chúng ta là con của Ngài. Thánh Kinh thậm chí còn đề cập rằng Thượng Đế tạo nên con người qua hình ảnh của chính Ngài.
đâu đâu cũng đều nói vậy. Đức Phật cũng nói với chúng ta, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Quý vị có Phật tánh bên trong. Người Thiên Chúa giáo nói, anh có thiên quốc của Thượng Đế bên trong anh. Tuy nhiên chúng ta không bao giờ biết điều này. Chúng ta sống ngày qua ngày, chật vật, tay làm, hàm nhai, và nhiều khi thậm chí cũng không có đủ những thứ cần thiết. Tất cả những điều này khiến cho chúng ta bực bội và chúng ta giận nhau. Chúng ta trở nên rất khó chịu mà không có lý do, chỉ vì ở đâu đó trong tiềm thức, chúng ta vẫn còn nhớ đời sống trên thiên đàng mà chúng ta đã bỏ lại từ xa xưa. Ở đó chúng ta có tất cả. Chúng ta có quyền lực. Ở đó chúng ta nghĩ gì là có đó. Chúng ta nghĩ gì là hình thành như vậy. Nhưng ở đây chúng ta phải ăn xin. Thật vậy. Chúng ta làm việc 10 tiếng thật mệt mỏi. Đôi khi bệnh mà vẫn phải làm việc. Chỉ vì phải nuôi cái thân này. Thân thể thậm chí còn làm phiền chúng ta. Và rồi chúng ta phải bỏ nó lại sau một thời gian. Vì vậy, đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói, đừng để của cải trên mặt đất, nơi sâu bọ có thể hủy diệt chúng. Nhưng hãy để của cải trên thiên đàng, nơi người sẽ có chúng mãi mãi. Khi chúng ta có cơ hội đi lên thiên đàng, càng lên cao chúng ta càng cảm thấy ít bị ràng buộc với thế giới này. Chúng ta trở lại và vẫn đi làm việc, vẫn làm bổn phận của mình, nhưng không còn cảm thấy bị bầm dập vì làm nô lệ cho cuộc sống. Chúng ta không còn cảm thấy bực bội giằng co, không biết tại sao mình phải làm cực khổ như vậy. Chúng ta vẫn tiếp tục làm việc, nhưng sẽ hiểu biết tất cả. Chúng ta sẽ biết tại sao đời sống như vậy, và Thượng Đế sẽ dạy chúng ta rất nhiều điều thú vị, rằng những vấn đề phàm phu, sự lo lắng, nỗi băn khoăn sẽ rời bỏ chúng ta, bởi vì chúng thật nhỏ bé so với những điều mà chúng ta được biết trên thiên đàng. Chân ngã và căn nhà chân thật sẽ khiến chúng ta cảm thấy rằng mình không cần điều gì cả, bởi vì đơn giản là chúng ta không thuộc về nơi đây. Vì vậy, đừng xem thường sự thánh thiện và địa vị của mình trong vũ trụ. Quý vị thật sự là con cái của Thượng Đế, và nếu quý vị nỗ lực để nhận biết bản ngã chân thật của mình, chẳng bao lâu quý vị sẽ bỏ lại phía sau tất cả mọi đau khổ. Hoặc sự đau khổ thậm chí không còn ảnh hưởng đến quý vị. Đó là lý do tại sao khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, Ngài không khóc hay van xin sự thương hại. Ngài thậm chí cũng không muốn trốn chạy. Ngài có thể bỏ trốn, Ngài có thể bỏ chạy tìm nơi ẩn náu, nhưng Ngài không làm vậy, bởi vì Ngài không màng. Ngài biết rằng thời điểm đã đến. Ngài làm theo ý chỉ của Thượng Đế. Vì vậy Ngài nói, ôi Đức cha đã vinh danh con. Ngài không gian nài sự thương hại hay gì cả, bởi vì không điều gì có thể ảnh hưởng được Ngài nữa. Ngài đã đạt đến sự hợp nhất với Thượng Đế. Thân thể bị đau khổ, nhưng linh hồn Ngài luôn luôn ở với Thượng Đế. Đẳng cấp bất đồng, kiến giải cũng khác. Bây giờ tôi sẽ kể quý vị nghe một câu chuyện thiền. Trong một ngôi chùa nọ có hai vị sư. Người sư huynh rất thông minh, khai ngộ, tướng hảo trang nghiêm. Người sư đệ không được tốt tướng lắm và chỉ có một con mắt. Anh ta hơi khờ, có lẽ vẫn còn ở đẳng cấp Atula. Một hôm người sư huynh nghỉ làm việc, ông đi bế quan ngồi thiền và bảo người sư đệ một mắt hãy chiếu cố Thái Dương đạo tràng, là ngôi chùa nơi họ ở. Hôm đó tình cờ có một vị hòa thượng từ xa hành cước đến. Ông xin một bữa ăn và xin ngủ nhờ một đêm, rồi sẽ ra đi ngày hôm sau. Dù người sư đệ vẫn còn ở đẳng cấp thứ nhất là đẳng cấp Atula, chẳng mấy gì cao siêu, anh vẫn muốn làm theo đúng quy củ là phải thử thách ông hòa thượng Diễn Phương. Anh ít khi có cơ hội làm sư trụ trì. Vì sư huynh đang ngủ nên anh làm vua và muốn khảo ông hòa thượng. Anh ngồi trên bàn phủ giải vàng, bảo vị hòa thượng ngồi dưới đất, rồi hỏi ông từ đâu đến. Hòa thượng trả lời, tôi đến từ Đông Kinh và tôi muốn nghỉ lại đây một đêm, bởi vì ngày mai tôi phải đi gấp để dự một đám tang. Vị sư đệ nói, quan nghênh,
Nếu ông trả lời được những câu hỏi của tôi sẽ để cho ông ở đây bao lâu cũng được. Vị hòa thượng nói, dĩ nhiên, tôi biết quy luật này, xin ông tùy tiện hỏi. Tuy nhiên, vị sư đệ không biết hỏi gì, rồi anh ấy mới nảy ra một ý. Anh nghĩ, tốt nhất là dùng phương pháp thiền bất dụng ngôn, thì ông ta chắc chắn sẽ thua, bởi vì mình có quyền nói rằng câu trả lời của ông ta đúng hay sai. Sau cuộc đối đáp không lời, vị hòa thượng đến gặp người sư huynh nói rằng, chà, tôi phải đi, bởi vì tôi đã thua cuộc. Tôi chỉ đến đây để chào sư huynh. Vị sư đệ của huynh thật phi thường, không thể nghĩ bàn. Tôi rất tiếc vì đã thua cuộc. Tôi không thể ở đây học hỏi thêm từ sư huynh. Nếu sư đệ của huynh giỏi đến vậy, huynh nhất định phải giỏi hơn nữa. Rất tiếc là tôi đã thua, và theo quy luật, tôi phải đi ngay. Vị sư huynh đã nghỉ ngơi xong, nên ông hỏi, hai người đối đáp ra sao? Tại sao hòa thượng lại thua dễ dàng vậy? Vị hòa thượng trả lời, anh ta cho tôi biểu đạt trước, nên tôi đưa lên một ngón tay biểu thị cho đấng tôn quý nhất thế giới là Đức Phật, đấng hoàn toàn khai ngộ. Vị sư đệ lập tức giơ lên hai ngón tay, nên tôi đã thua. Tôi hiểu ý anh ta, nếu vị Phật chỉ ngồi đó không đi giảng pháp thì cũng vô dụng. Phật và pháp phải đi cùng với nhau, dĩ nhiên là tôi thua và hết sức thán phục. Rồi để cố gắng gỡ lại, tôi đưa lên ba ngón tay như vậy, biểu thị rằng nếu Phật Pháp Tăng hợp nhất thì thật hoàn mỹ. Tôi ý nói cùng nhau sống chung hòa bình, tăng chúng sẽ thành đồng nhất thể. Phật là đấng duy nhất và trân quý nhất trên thế giới. Giáo lý của Ngài cũng là chân lý duy nhất, do đó tôi giơ lên ba ngón tay, biểu thị cho Phật Pháp Tăng. Ồ, vị sư đệ liền nắm tay cho tôi một quả đấm vào mũi. Suýt chút nữa anh ta đã đấm trúng tôi. Điều này biểu thị một người đã đạt được tức khắc khai ngộ. Anh ta ý nói, dù Phật Pháp Tăng có thể giúp người ta một đời giải thoát, nhưng tức khắc khai ngộ lại càng lợi hại hơn. Đấm cho người nào một phát là họ sẽ lập tức tỉnh ngộ. Tôi thật không biết nói gì nữa, điều này quá cao, vượt khỏi đẳng cấp của tôi. Vì vậy, tôi liền đến gặp sư huynh để xin lỗi và tỏ lòng thán phục, rồi tôi sẽ đi. Vị hòa thượng vừa đi khỏi, người sư đệ từ sau chạy ra hỏi vị sư huynh, ông hòa thượng diễn phương đó đâu rồi, ông ta đi đâu rồi? Vị sư huynh nói, ông đã bị đệ đánh bại nên ông phải đi. Đệ thật giỏi, huynh chưa bao giờ biết là đệ khai ngộ như vậy, thật là xin lỗi, bao nhiêu năm nay huynh vẫn xem thường đệ. Chỉ bây giờ huynh mới biết đệ thật lợi hại. Người sư đệ nói, huynh nói gì vậy? Đệ đang định đánh ông mà ông ta đã chuồn rồi. Vị sư huynh hỏi, tại sao đệ muốn đánh ông ta? Ông nói đệ đã thắng, vậy sao đệ muốn đánh ông ta? Hãy cho huynh biết hai người đối đáp ra sao. Người sư đệ nói, huynh không biết đâu, ông hòa thượng đó thật hết sức cao mạn. Ông đã khiêu chiến ngay khi mới đến. Thấy đệ chỉ có một mắt, ông ta chế nhạo đệ. Ông lập tức đưa lên một ngón tay có ý sỉ nhục đệ. Tự nhiên đệ nhớ lời sư huynh dạy phải tu nhẫn nhục, thậm chí phải chịu cho người ta đánh chửi mình. Vì đệ là người tu hành, đệ bắt buộc phải chịu sự sỉ nhục của ông. Đệ cũng nhớ lời Đức Phật dạy, phải dùng ân báo oán chứ đừng trả thù. Vì vậy, đệ cố gắng không nổi giận hay tìm cách sỉ nhục lại ông. Cho nên đệ khen ngợi ông bằng cách giơ lên hai ngón tay, biểu thị ông ta thật phước báo có được hai mắt. Dù vậy, ông ta vẫn không chịu. Thấy đệ nhịn, ông lại càng làm già. Vị sư huynh hỏi ông ta sỉ nhục đệ ra sao? Ông ta là hòa thượng, sao lại sỉ nhục đệ? Người sư đệ nói, ông giơ lên ba ngón tay, ý nói giữa hai người chỉ có ba con mắt. Đệ chịu hết nổi, đệ nổi nóng đưa tay định đấm ông, nhưng ông chạy mất. Đó là lý do tại sao đệ đi tìm ông ta. May là ông ta chạy mất, bằng không đệ sẽ đấm cho ông thêm mấy đấm. Sư phụ và mọi người cười. Vị hòa thượng đã chạy mất, nếu không sẽ còn thêm nhiều câu chuyện nữa. Dùng trí huệ để nhận thức chân lý.
Đây là một câu chuyện hài, dĩ nhiên nhưng cũng có đạo lý trong đó. Tôi thường kể cho quý vị nghe truyện khôi hài, không phải là để quý vị cười, mà để quý vị hiểu ý nghĩa phía sau câu chuyện. Hầu hết những câu chuyện tôi kể đều có ý nghĩa bên trong, dù là có lúc tôi giải thích có khi không. Nếu tôi giải thích, quý vị sẽ hiểu về một khía cạnh, và về sau quý vị nên tiếp tục nghĩ về những khía cạnh khác. Nếu tôi không giải thích, quý vị nên tự suy nghĩ và tự giải thích cho chính mình. Chúng ta hiểu tùy theo đẳng cấp của mình. Câu chuyện này có ý nói nếu đẳng cấp chúng ta khác, sự nhận thức sẽ khác nhau. Nếu có tâm tinh khiết và khẳng định, mọi việc chúng ta nhìn sẽ trở nên khẳng định, thoải mái và xinh đẹp. Nếu tâm không tinh khiết mà lại phủ định, mọi việc chúng ta nhìn sẽ trở thành xấu. Cho nên nếu chúng ta trình bày một sự việc cho nhiều người khác nhau, mọi người sẽ nhìn từ một góc cạnh khác nhau và có những nhận thức khác nhau. Tại sao chúng ta theo đuổi sự tu hành? Đó là bởi vì sau khi tu hành, trí huệ sẽ phát triển, đầu óc mở mang và sự nhận thức sẽ chính xác. Có vậy thôi. Nhìn cùng một chuyện, nếu có thể nhìn xuyên thấu để thấy được chân lý của nó, chúng ta sẽ không hiểu lầm và không bị lẫn lộn hay bị ảo tưởng lừa dối, đưa đến sự hiểu biết và nhận thức sai lầm. Đó là lý do tại sao sau khi tu hành một thời gian, chúng ta sẽ sống trong hạnh phúc hơn trong thế giới này. Có thể chúng ta vẫn đau khổ, không phải là không còn đau khổ, nhưng chúng ta sẽ không trở nên bạo động, cũng không thù hận, bởi vì chúng ta hiểu được bản tánh vô thường cũng như là luật nhân quả. Nếu có ai lấy thứ gì của chúng ta, điều này cũng không hẳn là xấu cho chúng ta. Chúng ta biết rõ như vậy sau khi tu hành và trở nên khai ngộ. Bằng không, không cần biết bao nhiêu lần chúng ta đọc câu chuyện tái ông mắc ngựa. Và cuối cùng, việc mắc ngựa này biến thành một điều tốt đẹp. Hay đọc bao nhiêu câu chuyện tương tự, chúng ta vẫn không thực hành được những điều mình học hỏi. Chúng ta đã biết đủ về đạo đức, nhưng nếu không bình tâm mỗi ngày và thiền định để tiêu hóa những gì mình biết, chúng ta không thể sử dụng kiến thức này. Chúng ta chỉ học hỏi chúng, đọc chúng rồi quên mất. Rất ít người có thể áp dụng giáo lý của thánh nhân vào đời sống. Sau khi tu hành, chúng ta không xem thế giới này và tất cả mọi việc khác là điều khá quan trọng. Cũng không lạc vào sự ham muốn hay danh vọng như trước nữa. Không điều gì có thể làm náo động hay ràng buộc chúng ta. Chúng ta có thể có con cái và làm tròn bổn phận của mình hay thỏa mãn sự cần thiết của thân thể, nhưng chúng ta không lạc vào trong đó. Chúng ta hiểu rất rõ ràng. Master Thanh Hải vừa thượng sư khai thị tại trung tâm Tây Hồ Formosa vào ngày 5 tháng 6 năm 1994, nguyên văn tiếng Trung Hoa, băng thâu hình số 434.